Đường hành quân, tác giả Phong Vũ. Sau khi trở về Sài Gòn, tụi tôi được phòng 3, Bộ Chỉ huy Biệt động quân gửi đi thực tập với tiểu đoàn 64 Biệt động quân, đang hành quân trong vùng 4 thuộc tỉnh Bình Dương. Tiểu đoàn này đang hành quân phối hợp với một đơn vị thiết kỵ, nên thỉnh thoảng tụi tôi được ngồi xe thiết giáp, khỏe thiệt, đỡ phải lội bộ, chỉ có điều phải hít bụi nhiều. Mấy con cua sắt khổng lồ cày nát con lộ nhỏ, xe chạy đầu không sao, ngồi trên mấy xe sau, lính biệt động quân người nào cũng được phủ một lớp bụi thật dày. Chiến thuật hành quân trên vùng 3 cũng khác vì địa thế bằng phẳng, không có nhiều đồi núi cao. Các trung đội rải quân làm thành một vòng cung bảo vệ ban chỉ huy đại đội. Vấn đề tiếp tế cũng dễ dàng, lính tráng tương đối đầy đủ. Mỗi trung đội đem theo hai máy truyền tin PRC-25, một để cho tiểu đội đi phục kích đêm đem theo. Mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng, sau phiên gác cuối cùng, cả đại đội đều thức dậy nấu nước pha cà phê, nấu cơm ăn vội vã để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Các tiểu đội đi phục kích đêm qua cũng lục tục kéo nhau quay trở về. Đúng 7 giờ sáng, đại đội tập họp, các ông ba chấm trưởng, tức trung đội trưởng điểm danh báo cáo, sau đó viên đại đội trưởng sẽ dặn dò vài điều rồi ban lệnh cho các trung đội đi hoạt động. Toán sĩ quan thực tập tụi tôi cũng được chia ra các trung đội để học hỏi, quan sát. Vùng tiểu đoàn 64 biệt động quân đang hành quân lúc đó rất yên. Hàng ngày tôi theo trung đội lục soát những khu vực xung quanh vùng trách nhiệm của đại đội. Mỗi khi đến gần một xóm làng, người sĩ quan trung đội trưởng ra lệnh cho tiểu đội đi đầu đi chậm lại và cẩn thận để ý phía đằng trước, cũng như hai bên con đường mòn. Khi cả trung đội đã vào đến nơi, các tiểu đội được tung ra lục soát. Không thấy có một dấu hiệu gì khả nghi, mọi chuyện im xuôi. Ông ba chấm trưởng gọi máy báo cáo về đại đội, sau đó cho trung đội bố trí nghỉ ngơi. Chừng 15-20 phút rồi tiếp tục di chuyển, có hôm nghỉ lâu hơn để ăn cơm trưa. Các tiểu đội thay phiên nhau đi đầu, những người lính chiến dường như đã quá quen với nhiệm vụ, không bao giờ than phiền hay tỏ vẻ sợ hãi phải đi làm nhiệm vụ dẫn đầu trung đội. Đến khoảng 3 giờ chiều, ông trung đội trưởng gọi tôi lại chỉ dẫn thêm. Bây giờ mình bắt đầu quay trở về. Phải về tới đại đội trước khi trời tối. Lính còn phải đi lấy nước để nấu cơm, để dùng cho ngày hôm sau và cũng để lập tuyến phòng thủ đại đội. Điều quan trọng nhất là không bao giờ trở về bằng con đường cũ. Nói xong anh ta cầm chiếc địa bàn lên đo phương giác rồi ra lệnh cho tiểu đội dẫn đầu di chuyển. Vì đại đội trưởng có lẽ đã dặn dò người sĩ quan thuộc cấp, do đó tôi được nghỉ cách đêm. Đêm nào ở lại, ông đàn anh thường mời tôi đến lều uống cà phê, nói chuyện cho vui. Đây cũng là dịp để tôi học hỏi, thâu tập thêm kinh nghiệm. Có lẽ khoảng 2 tháng nữa tôi cũng sẽ là một trung đội trưởng của một tiểu đoàn biệt động quân nào đó đang trên đường hành quân. Khoảng 6 giờ chiều mỗi ngày, đại đội tập họp điểm danh, cũng như hồi sáng. Vị đại đội trưởng dặn dò đôi câu rồi cho tan hàng sau khi ra lệnh cho các ông ba chấm trưởng lên ban tham mưu để lấy điểm phục kích đêm. Sau khi dùng cơm chiều xong, ông đàn anh gọi người tiểu đội trưởng và tôi lại trải tấm bản đồ hành quân ra chỉ điểm phục kích đêm, căn dặn thêm vài điều rồi nói tôi về chuẩn bị ba lô đi theo tiểu đội. Lệnh ở trên đưa xuống là như vậy, tôi phải học hỏi nhiều điều trước khi được giao cho nhiệm vụ chỉ huy một trung đội. Điều này làm cho các tân sĩ quan trở nên vững chắc, can đảm trước khi đến đơn vị mới, có lợi cho đơn vị và sinh mạng của người lính trong trung đội. Đợi đến khi trời vừa sập tối, tiểu đội ăn đêm đem theo một sĩ quan thực tập, lặng lẽ ra đi về hướng đã định. Tôi đi đằng trước, người hạ sĩ quan tiểu đội trưởng, sau hai người lính khinh binh, không ai nói một lời, chỉ có những bước chân âm thầm như một toán quân ma. Khi đã đến địa điểm, mọi người bố trí rải rác đợi người tiểu đội trưởng đi thám sát khu vực xung quanh điểm phục kích. Chừng 15 phút sau anh ta quay trở lại, ra lệnh cho mọi người nằm bố trí về phía bên phải con đường, chia giờ canh gác, dặn dò từng người một. Tôi nằm gần người lính mang máy truyền tin, kế đó là người tiểu đội trưởng, vị trí ở giữa tiểu đội để có chuyện gì dễ theo dõi, ra lệnh cho các quân nhân dưới quyền. Tất cả đều nằm dưới đất, gối đầu lên ba lô, không ai được phép hút thuốc lá nói chuyện. Tôi nằm ngửa mặt lên trời, đêm đó bầu trời trong vắt sáng trăng, thỉnh thoảng có cụm mây bay ngang qua, đâu biết ở dưới, mỗi gốc cây có một người lính đang nằm chờ địch. Tôi nằm nghỉ mông lung, vẫn còn quá sớm cho giấc ngủ, bỗng có một người lính bò lại chỗ tôi nằm, đưa cho chai thuốc chống muỗi.
Ừ, phải rồi, muỗi ở đâu ra nhiều quá. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, trời vẫn còn tối, tôi đã được đánh thức dậy, cúng phong xô lại cho vào ba lô chuẩn bị rút về sau một đêm yên tĩnh. Về đến tuyến của trung đội, ông đàn anh đã đợi sẵn hỏi thăm, đưa cho tôi ly cà phê. Không phải lúc nào cũng được như vậy đâu. Trên bước đường hành quân khó đoán trước được tương lai, sống nay chết mai, sống được ngày nào hay ngày đó. Chuyện sống chết là chuyện thường tình. Cái mà người lính phải trực diện hàng ngày là sự gian khổ cực nhọc, dầm mưa dãi nắng, ăn bữa đói bữa no, có những lúc không có nước để mà uống. Khi tôi ở tiểu đoàn 64 biệt động quân được hơn 2 tuần thì có lệnh trả toán sĩ quan thực tập về. Tiểu đoàn vừa nhận lệnh hành quân mới, lại một lần nữa chào từ giã. Sau này gặp lại một quân nhân thuộc tiểu đoàn 64 tại trung tâm huấn luyện biệt động quân Dục Mỹ. Tôi được biết thêm sau khi toán thực tập trở về, tiểu đoàn đụng trận lớn ở Đồng Ớt, rồi tăng phái cho lữ đoàn 3 kỵ binh đánh giải tỏa đồn Trạch Bắp, đụng trận liên miên. Sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện của phòng 3, bọn tôi trở lại trình diện Bộ Chỉ huy Biệt động quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa lần cuối cùng để được dặn dò, hướng dẫn về việc sử dụng cuốn sổ tay trung đội trưởng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe các ông bự nói chuyện, vị chỉ huy trưởng, chỉ huy phó và tham mưu trưởng. Trước khi bốc thăm chọn đơn vị, mấy ông phòng 3 thuyết trình cho tụi tôi về cơ cấu tổ chức huấn luyện, những trận đánh nổi tiếng cùng những vị tiểu đoàn trưởng lừng danh của binh chủng biệt động quân. Điều đặc biệt về những nhân vật tên tuổi này là ông nào cũng dưới 30 tuổi lúc làm tiểu đoàn trưởng. Trung tá Hoàng Phổ của tiểu đoàn 37 biệt động quân, người hùng của trận Khe Sanh mà người Hoa Kỳ rất thán phục và mới đây đã đem lại chiến thắng Sa Huỳnh trong tỉnh Quảng Ngãi. Thiếu tá Đỗ Văn Mười, vị tiểu đoàn trưởng trẻ trung lừng danh được xếp vào hàng đầu của binh chủng và còn nhiều người nữa. Tình hình chiến trường vào đầu năm 73 nặng nhất vẫn trên vùng cao nguyên thuộc lãnh thổ quân khu 2 và ngoài vùng 1. Hầu hết mọi người trong khóa tôi được bổ sung ra các tiểu đoàn biệt động quân đang hành quân trên vùng 1 và vùng 2. Ai cũng thích đi vùng 1, dù sao vẫn dễ thở hơn vùng 2. Tôi không bốc thăm sao cũng được, đã mang lấy nghiệp vào thân, vỡ mặt vỡ mũi hay có chết thì cũng ráng mà chịu. Tôi lên Pleiku trình diện, lúc ra khỏi chiếc C-130, nhìn đồi núi xung quanh phi trường Cù Hanh, khung cảnh thật là buồn tẻ. Phố núi cao là đây, trời hơi lạnh, tôi mặc chiếc áo jacket vào, đeo ba lô rồi lững thững bước đi. Đâu biết rằng mình sẽ phải sống những ngày còn lại cho đến khi tàn cuộc chiến trên vùng cao nguyên. Tôi đã đi lính được hơn một năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn như lúc đó. Những ngày tháng học tập trong quân trường hay lúc đi thực tập, lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh. Nỗi buồn càng thấm sâu hơn khi nhớ lại lời dặn dò của một ông đàn anh ở tiểu đoàn 60 biệt động quân. Khi ra tới đơn vị mới thấm thía cuộc đời. Tôi sắp được làm một trung đội trưởng như trong trường bộ binh đã dạy, như tôi mong ước từ lâu. Đã đi lính phải chọn binh chủng tác chiến thứ thiệt, nhưng hôm nay sao buồn vậy? Một chiếc xe jeep của liên đoàn 22 biệt động quân đi công tác ở Pleiku, nhân tiện đón tôi đưa lên Kon Tum, tỉnh cực bắc của miền cao nguyên. Xe đi ngang qua đèo Chu Phao, xung quanh là những đồi trọc cháy đen vì bom napalm. Mùa hè đỏ lửa 72, các tiểu đoàn biệt động quân đã quần thảo dữ dội với các đơn vị chánh quy Bắc Việt giành lại những ngọn đồi chiến lược xung quanh đèo để khai thông quốc lộ 14 giải vây cho thành phố Kon Tum. Chu Phao ai oán hận trong gió, mỗi chiếc khăn tang một tấc đường. Liên đoàn 22 biệt động quân mới thành lập gồm 3 tiểu đoàn 62, trước là trại lực lượng đặc biệt Poliklang. Tiểu đoàn 88 vẫn nằm giữ căn cứ Đắc Pét và tiểu đoàn 95, hậu thân của trại lực lượng đặc biệt Benhead. Trại Benhead có tên Việt là Bạch Hổ, nằm ngay vùng Tam Biên. Trước đây khoảng 66-67, quân Cộng sản Bắc Việt lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam đã sử dụng chiến xa lội nước PT-76 tấn công căn cứ nhưng thất bại. Trong cuộc đời có nhiều chuyện hy hữu, tôi đã được phân phối về tiểu đoàn 95 và được sĩ quan ban 1 đưa đến trình diện thiếu tá Đỗ Văn Mười, vị tiểu đoàn trưởng lừng danh mà đã được sĩ quan phòng 3 Bộ Chỉ huy Biệt động quân nói sơ qua trước đây khi còn đi thực tập. Đúng như lời đồn đãi trong binh chủng về ông, thiếu tá Mười còn rất trẻ, đẹp trai. Ông nhìn người sĩ quan mới đến trình diện từ đầu đến chân, có lẽ người tự hỏi: binh chủng biệt động quân chắc hết người rồi hay sao mà lại gửi đến một người sĩ quan nhỏ bé mặt mũi non choẹt thế kia?
Sau đó ông hỏi tôi đã học khóa sinh lầy chưa, đã qua giai đoạn thực tập chưa, rồi khuyên thôi ráng làm việc đi. Tôi được đưa về làm trung đội trưởng trung đội 3 của đại đội 4. Chiều hôm đó tôi bắt đầu làm quen với trung đội, lấy trong túi áo ra cuốn sổ tay trung đội trưởng, tôi bắt đầu ghi chép. Phòng 3 đã dạy tôi cách sử dụng quyển sổ tay này, cứ mỗi trang giấy là một quân nhân thuộc quyền. Mọi chi tiết đặc biệt về một cá nhân, kể cả tôn giáo, học vấn, vân vân, tôi đều ghi vào. Mới nghe có vẻ lỉnh khỉnh, không cần thiết, nhưng giúp cho vấn đề lãnh đạo chỉ huy và làm gia tăng sức chiến đấu của đơn vị. Khẩu đại liên M60 đặt ở đâu? Những ai thủ mấy khẩu súng phóng lựu M79 tôi cần để ý. Đêm đó sau khi đi một vòng qua những võng gác, tôi chui vào hầm nằm ngã lưng trên chiếc võng. Trong bóng tối, ngoài tiếng rè rè phát ra từ chiếc máy truyền tin PRC-25, bỗng có tiếng thở dài. Người lính mang máy có lẽ hiểu tâm trạng của người sĩ quan mới đến đơn vị, lặng lẽ chui ra khỏi hầm. Một lúc sau đem vào cho tôi một ly cà phê. Tôi cảm ơn rồi lấy bao thuốc lá cấp tăng ra mời lại. Anh ta cảm ơn rồi lui ra ngoài, chui xuống một căn hầm khác. Ban đêm mọi sinh hoạt đều ở dưới hầm, ngoại trừ những ai phải canh gác. Ở dưới hầm an toàn hơn, được hút thuốc lá tự do, những người lính tụ lại từng tổ tán dóc cho qua đi ngày tháng. Còn lại một mình trong hầm, tôi uống cho hết ly cà phê rồi lại nằm trên võng. Tôi biết trong lòng mình đang buồn, rất buồn, nhưng đâu dè lại thở dài. Không biết có phải vì lo sợ không hay cần phải có một cái gì bên cạnh. Tôi với tay kéo sợi dây ba chạc, lấy khẩu côn 45 ra để trên bụng, rồi kéo tấm đắp ngang qua người. Tôi bắt đầu nhớ Sài Gòn, nhớ gia đình. Gói thuốc lá cấp tăng mua ngoài phố là do tiền ở nhà cho. Khi còn đi học cũng vậy. Mỗi khi đi đâu mẹ tôi thường cho một ít tiền. Chuyến ra đơn vị trên vùng cao nguyên, không biết bao giờ tôi mới có dịp quay về nên được cho nhiều hơn. Trong chiến tranh biết bao nhiêu bà mẹ Việt Nam khổ vì con. Tôi quen dần với cuộc sống mới, học hỏi thêm được nhiều điều. Trong đại đội ngoài hai ông trưởng và phó, cả ba ông trung đội trưởng khinh binh đều là sinh viên đi lính năm 72, nên tụi tôi rất hợp với nhau. Tâm khóa 372 đồng đế trung đội 1, học khoa học trên tôi 1 năm. Hoàng khóa 372 Thủ Đức trung đội 2, học bên văn khoa. Hoàng đeo kính cận, có tài chơi đàn guitar. Mỗi khi nghe tiếng súng chàng móc túi lấy kính đeo trước đã rồi tính sau. Mấy tháng sau, Hoàng được thiếu tá 10 kéo về bộ chỉ huy tiểu đoàn làm trưởng ban 5. Điều này chứng tỏ vị tiểu đoàn trưởng rất để tâm tới thuộc cấp. Lúc đụng trận lỡ cặp kính cận bị vỡ rồi sao đọc bản đồ. Có chuyện gì tội cho người quân nhân cấp dưới mà mình cũng ân hận. Khoảng gần giữa năm 73, hai tiểu đoàn 62 và 95 biệt động quân biệt phái cho tiểu khu Phú Yên. Cuộc hành quân nhằm mục đích càn quét địch ra khỏi tỉnh, tái lập nền an ninh cho quận lỵ Đồng Xuân. Ra khỏi vùng cao nguyên là niềm vui của mọi người. Một điều mơ ước lớn, không phải trèo đèo, vượt núi như trên vùng công tâm Pleiku. Cũng không phải chui dưới hầm để tránh đạn pháo binh của địch. Tinh thần sảng khoái, vùng hành quân cũng có dân làm ruộng hay buôn bán nhỏ nên ăn uống thoải mái. Tỉnh Phú Yên nói một cách tổng quát tương đối yên nhiều hơn các tỉnh khác hay những nơi mà tôi đã có dịp đi qua như các quận Sơn, tỉnh Mậu Đức, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Hoàng Miền Trung, Sầm Giang, Cai Lậy, Cái Bè, tỉnh Định Tường trong miền Nam. Suốt mấy tháng hành quân, tiểu đoàn không đụng trận lớn, chỉ có những cuộc chạm súng nhỏ với quân du kích và những đơn vị địa phương của địch. Ban ngày các đại đội tung mấy trung đội ra tảo thanh lục soát khu vực hành quân, địch bắn cầm chân vài viên để lại mìn bẫy rồi biến mất. Tối đến để trả đũa, mấy chú du kích mò về bắn quấy rối mấy quả súng cối rồi giọt, làm cho quân ta mất ăn mất ngủ. Chuyện đánh nhau với quân du kích chỉ thế thôi, đối với đời lính, cuộc chiến đấu như vậy là êm đềm lắm rồi. Ước gì bọn tôi được làm người lính địa phương quân để được đi hành quân vùng này mãi mãi. Đến gần cuối năm, tình hình trong tiểu khu tạm yên, cuộc hành quân chấm dứt. Mấy tiểu đoàn biệt động quân được lệnh khăn gói quả mốp trở lại vùng rừng núi cao nguyên. Những ngày vui thường qua mau, sĩ quan ông nào cũng được thưởng một bằng tưởng lục, nhưng không phải ai cũng vui. Có người chỉ muốn một ao ước nhỏ. Tao chỉ muốn ở lại đây, xin nhận nơi này làm quê hương. Làm người lính gác cầu, đi cua mấy cô thôn nữ, những người lính chịu đựng đã quen, âm thầm thu xếp hành trang cho vào ba lô. Trở lên công tâm, hai tiểu đoàn 62 và 95 thay phiên nhau đóng quân giữ vùng Tân Điền, đồi Ba Chấm và lập thành phần trừ bị cho tỉnh.
Từ ngày ông 80, tức thiếu tá 10, về làm tiểu đoàn trưởng, vấn đề ăn uống đầy đủ hơn nhiều. Thỉnh thoảng ông hỏi mấy ông thường vụ của các đại đội để biết anh em binh sĩ ăn uống ra sao. Sĩ quan có ăn chận, ăn bớt của người lính không? Ông là người miền Nam, sanh quán ở Mỹ Tho nên ăn nói rất thẳng. Cũng vì thế đôi khi không vừa lòng cấp trên. Tuy nhiên cấp dưới những người đàn em lúc nào cũng kính phục, sẵn sàng sống chết với ông. Phải nói là ăn không hết. Đêm trước khi có chuyến tiếp tế, lính phải đem mấy con cá khô ra nướng ngồi uống rượu để rồi ngày hôm sau đem gạo còn dư kỳ trước đi bán, đổi lấy mấy bao thuốc lá, bịch cà phê. Một lần có dịp ghé ban quân y tiểu đoàn xin thuốc, Hoàng lúc đó đã về ban năm, rủ tôi ở lại ăn. Lúc ngồi vào ăn tôi mới biết sĩ quan tham mưu ăn uống linh đình, 80 quan niệm dù ở trong vùng hành quân chuyện đâu phải ra đó. Ông rất nổi tiếng từ lúc còn là một đại đội trưởng, đã phục vụ nhiều tiểu đoàn danh tiếng của binh chủng, tham dự nhiều cuộc hành quân lớn, bị thương nhiều lần tưởng chết. Mấy thằng nhỏ gọi ông là người hùng không tim. Lúc động trận, ông ra sát đại đội để quan sát chiến trường, điều quân. Trong vấn đề lãnh đạo, chỉ huy ông rất rành tâm lý. Sĩ quan ba gai 80 đều khuyên răn dạy bảo được. Lúc tiểu đoàn nằm trừ bị ở Công Tâm, ông ra lệnh cắm trại. Sĩ quan phải dạy lính theo chương trình huấn luyện bổ túc. Một lần bắt gặp hai ông quan nhỏ đi chơi ngoài phố, ông dừng xe lại hỏi tội. Hai thằng kia lên xe, rồi quay sang nói với vợ. Em ra đằng sau ngồi, xe quân đội cho em quá gian. Hai ông quan nhỏ ngồi đằng trước im thinh thích, chưa biết tính sao. 80 mới từ từ dạy dỗ hai thằng đàn em ba gai. Tôi ra lệnh cấm trại để bớt đi chơi, nếu không ai ở lại trông coi lính. Rồi người giảng đạo tiếp. Bây giờ đã lỡ phải đi cho đã, muốn đi đâu tôi chở đi. Thả hai ông ba gai xuống trước một quán cà phê, ông móc túi lấy tiền cho đàn em rồi phóng xe đi mất. Hai ông quan nhỏ được xếp cho ít tiền, hiên ngang bước vào trong quán. Sĩ quan của tiểu đoàn 95 phải như vậy, bảnh như vậy, 80 mới chịu. Trong tiểu đoàn một người khác mà tôi cũng rất mến đó là thiếu tá Phan Văn Tranh, tiểu đoàn phó. Lúc hành quân ông thường đi với Bravo, thiếu tá Tranh rất cởi mở, nói chuyện vui vẻ. Thấy bộ vó học trò của tôi, ông hỏi thăm chuyện gia cảnh rồi khuyên ráng đi. Ông uống rượu nhưng không hút thuốc lá. Mỗi chuyến tiếp tế, ban tiếp liệu gửi lên cho ông một cây ba số năm, được tụi tôi thanh toán chớp nhoáng. Tôi còn cố vấn thiếu tá, lần sau nói tụi nó ở nhà gửi lên hai cây mới đủ. Ông chỉ cười rồi nói, ha ha, mày nữa, củ chĩa rồi còn suối tao làm bậy, cây thuốc lá 80 cho tao, mấy đứa ở nhà làm gì có tiền. Tiểu đoàn được lệnh chuẩn bị gấp rút để đi hành quân sớm. Thiếu tá Mười đã đi họp từ buổi sáng. Tối hôm đó tất cả sĩ quan tiểu đoàn ngồi nhậu. Hai ông trưởng và phó ngồi đầu bàn, tôi vai Út ngồi cuối bàn. Chẳng ai phân biệt nhưng tôi thích vậy. Ngồi xa mặt trời thoải mái hơn, tha hồ ăn nói vung vít. Trụ vào lỡ có nói bậy cũng không sao. Ngồi dưới thỉnh thoảng tôi hút cùi chỏ người ngồi bên cạnh. Ê, chừng bao thuốc lá xuống. Và cứ thấy mấy bao thuốc lá con mèo của 80 được chuyển từ đầu bàn và biến mất ở cuối bàn. Đến khi khám phá ra người chỉ nói bâng quơ. Ê, mấy thằng nhỏ chuyên môn cù lũ chĩa. Ai cũng vui, đời lãnh chiến vui được ngày nào hay ngày đó. Đâu biết đó là buổi sum họp cuối cùng của các sĩ quan thuộc tiểu đoàn. Ngày định mệnh sắp đến. Khuya đêm đó tôi được gọi lên họp. Tình hình có vẻ nghiêm trọng nơi làng Con Sơ Lu, Đông Bắc Công Tâm. Địch đã làm gọn mấy đại đội địa phương quân. Ngày mai tiểu đoàn sẽ phải vào chiếm lại những phần đất đã lọt vào tay địch. Ban hai cho biết là sẽ đụng nặng. Trong số 40 người trong khóa về biệt động quân và hơn 30 sĩ quan phục vụ trong tiểu đoàn 95, có lẽ tôi là người may mắn nhất. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi sống lang thang trên mấy tiểu bang miền Bắc Hoa Kỳ trước khi xuống Dallas. Ở đâu tôi cũng tìm kiếm những chiến hữu, những người bạn đồng ngũ, nhưng hoài công. Cho đến những năm gần đây khi chính phủ Hoa Kỳ cho những người bị Cộng sản giam cầm trong những trại cải tạo sang định cư trong chương trình HO, tôi mới gặp được vài người bạn. Tôi xuống Houston thăm thiếu tá Tranh, vừa mở cửa trông thấy tôi, ông gọi vợ. Em ơi, thằng H này em, nó xuống thăm vợ chồng mình. Người trong già đi nhiều, 20 năm rồi còn gì, tôi nói không nên lời. Chị Tranh ra chào hỏi sơ sơ rồi vào bếp đem mấy món ra cho mấy ông đàn ông ngồi nhậu. Ông đàn anh năm xưa còn nhớ rất nhiều. Tôi hỏi thăm về những người khác. Ông cho biết là kỳ đó tiểu đoàn mình bị nặng, một vố rất nặng. Hay trung đoàn chính quy Cộng sản Bắc Việt chứ đâu phải một.
thằng 95B độc lập và một trung đoàn thuộc sư đoàn 320 từ Pleiku lên, mình chịu gì nổi. Chị Tranh hỏi tôi có còn gặp ai nữa không, rồi kể những nỗi cơ cực khi phải ra tận ngoài Bắc thăm chồng. Ảnh chỉ còn da bọc xương, đến bên cạnh tôi nhận không ra, đến khi gọi tôi mới biết là ổng. Cả hai vợ chồng đều hỏi thăm gia đình ông Mười tôi đang cố tìm và rất hy vọng. Gia đình thiếu tá Mười sang định cư tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, được điện thoại báo trước, ông ra trước cửa đón hai vợ chồng tôi. Nhìn thằng em xách két bia, ông lại choàng cánh tay thân ái qua vai rồi dắt hai vợ chồng vào nhà. Ông không khác xưa nhiều lắm, vẫn còn nét phong độ trẻ trung của người đàn anh kẻ cả. Bóc ra một lúc hai ba gói thuốc lá để trên bàn rồi gọi con cái mang nước ra mời chú thím. À, cháu này hồi chuyện không may xảy ra cho tiểu đoàn, lúc đó còn quá nhỏ, chị Mười vẫn còn bấy trên tay. Tâm sự một lúc lâu, 80 hỏi về chuyện gia đình của tôi. Được biết thằng đàn em gần 40 tuổi mới có vợ. Ai thôi kiếm đứa đi. Chắc người cho rằng tôi vẫn chưa bỏ tật lông bông. Mấy ông đàn anh đến bây giờ vẫn còn lo cho tôi. Trong mấy hôm ở Seattle, 80 đưa hai vợ chồng tôi đi ăn. Người vẫn không cho phép tôi được trả tiền. Mỗi khi đứng dậy ông lại nói, ngồi xuống đi, đừng có lộn xộn. Người hùng khe xanh hoàng phổ cũng vậy, sống cách Dallas khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thỉnh thoảng ghé Dallas mời tôi đi ăn tiệm nhưng cũng chưa bao giờ để tôi trả tiền. Chị phổ còn tiếp tế một dĩa xôi nồi chè. Lần khác nồi vịt sáo măng, sẵn với khả năng lười biếng tôi được ăn bún vịt cả tuần. Đôi lúc tôi muốn la thật to. Thằng lính sửa ngày xưa bây giờ đã hơn 40 tuổi rồi, bây giờ mấy ông đàn anh để tôi lo. Tình chiến hữu tình huynh đệ trong đời nhà binh là thế. Cung cách của cấp chỉ huy, người đàn anh cũng ở chỗ đó. Lúc nào cũng có tinh thần trách nhiệm lo cho đàn em. Xin cảm ơn. Tác giả Phong Vũ.